Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại iPhone mini phiên bản hàng chính hãng. Thực ra là iPhone mini thì cũng đã có rất nhiều anh em reviewer cũng đã mở hộp cũng như là trên tay rồi. Tuy nhiên đó chỉ là những phiên bản bình thường mà thôi. Còn ngày hôm nay mình sẽ review cho bạn phiên bản iPhone mini hàng chính hãng, gần như là đầu tiên ở Việt Nam cho các bạn luôn. Và các bạn có thể thấy là cái iPhone 12 mini này, cái kích thước của nó cực kỳ bé luôn. Xin nhắc lại, nó cực kỳ bé. Ở đây thì mình có mang theo cái iPhone 7 mà chính mình đang sử dụng bây giờ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy luôn là iPhone mini thậm chí còn bé hơn nhiều so với cả cái iPhone 7 mà mình đang cầm trên tay. Mặc dù là iPhone 7 mình màn hình có 4.7 inch mà thôi. Đấy, trong cái đó thì iPhone 12 mini là màn hình 5.4 inch. Đấy, nhưng mà nó bé hơn khá là nhiều. Hộp thì rất là nhỏ gọn luôn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy luôn này. Đấy, cái hộp thì rất là nhỏ gọn. Và bên trong này thì chúng ta cũng sẽ có những phụ kiện cơ bản thôi. Chủ yếu sẽ là có một cái cáp như này. Còn tất nhiên rồi, với cả sạc, củ sạc là chúng ta sẽ không có. Chỉ có sợi cáp chuẩn Lightning to, chuẩn Type-C to Lightning mà thôi. Đấy, ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có các sticker đi kèm theo như này. Đấy, để chúng ta có thể dán vào. Đấy, rồi, chúng ta sẽ có thêm cả backup SIM nữa. Nói chung là phụ kiện thì khá là đơn giản. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải mua thêm những cái phụ kiện ở bên ngoài. Thế tuy nhiên là bảng hàng mobile thì cũng sẽ bán cho bạn những phụ kiện bên ngoài đó với mức giá rất là rẻ thôi. Thế như là củ sạc mình nhớ không lầm là tầm khoảng trên dưới 500.000 thôi. Đó, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái iPhone 12 mini nhá. Thì thực ra là mình mong chờ cái iPhone 12 mini này nhất này. Bởi vì sao? Vì một lý do rất đơn giản thôi. Đó là mình rất thích điện thoại màn hình bé. Hiện tại thì mình đang sử dụng một cái điện thoại Android màn hình lớn rồi, để mà mình có thể giải trí, hay ở nhà mình đã có iPad, đã có MacBook để mình giải trí rồi. Nên là việc có thêm một cái điện thoại màn hình bé để mình có thể cầm nắm cái thứ nó gọn gàng hơn và tính di động của nó cao hơn thì mình sẽ lựa chọn iPhone 12 mini. Và có lẽ ngay sau cái video này thì mình cũng sẽ mua luôn cái iPhone 12 mini này tại Hoàng Hà Mobile để thay thế cho cái chiếc iPhone 7 cũng tương đối cũ của mình rồi. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về với iPhone 12 mini. Thì các bạn cũng sẽ thấy là với cái kích thước nó nhỏ như này thì việc cầm nắm iPhone 12 mini lên trên tay là rất là nhẹ nhàng luôn. Khối lượng của iPhone 12 mini sẽ rơi khoảng 135g. Như vậy là cái khối lượng của cái chiếc điện thoại này thậm chí nó còn nhẹ hơn cả iPhone 7 của mình. iPhone 7 của mình là 138g cơ. Đấy. Và cái iPhone 12 mini thì các bạn sẽ thấy luôn là cái cạnh của nó này, nó cũng được phát rất là phẳng. Tuy nhiên với một chiếc điện thoại nhỏ bé như thế này thì chúng ta cầm lên chúng ta sẽ cảm thấy là nó không bị cấn tay giống như là trên iPhone 12 Pro hay là iPhone 12 Pro Max. Đấy. Và cái khung viền của nó thì cũng chỉ là khung viền nhôm thôi, chứ không phải là khung viền thép. Và chúng ta sẽ điểm qua các cạnh thì nó vẫn như vậy thôi. Nó vẫn sẽ có phím tăng giảm âm lượng với cả cái cần gạt rung ở bên cạnh trái. Bên cạnh phải thì là phím nguồn. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có cổng sạc chuẩn USB, chuẩn Lightning. Đấy, chúng ta sẽ có thêm loa ngoài nữa, mic thoại. Và chiếc điện thoại này thì sẽ có hai loa ngoài. Chúng ta sẽ có một loa ở phía dưới này và một loa ở phía trên. Đối với cả cái iPhone 12 mini thì bạn sẽ thấy luôn là cái phần tai thỏ này của nó này nó quá to luôn. Vì chiếc điện thoại này nó bé mà. Nên là ví dụ như ở trên iPhone 12 Pro Max thì chúng ta thấy là cái tai thỏ này nó bình thường. Nhưng ở trên iPhone 12 mini thì chúng ta sẽ thấy là cái tai thỏ nó rất là to. Ở chỗ tai thỏ này thì chúng ta sẽ có camera selfie, chúng ta sẽ có thêm cả loa thoại kiêm luôn cả loa ngoài nữa. Hy vọng là như thế tiếp theo thì Apple họ sẽ đưa cái phần loa thoại này lên phía trên này để làm cho cái phần tai thỏ nó bé đi. Chứ như cái phần tai thỏ này thì mình thấy là nó to quá. Thực sự là như vậy. Đó. Rồi, ở phía sau này thì chúng ta cũng sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau. Đấy, camera kép của nó thì thực ra là nó giống hệt với cả iPhone 12 thôi. Và chúng ta sẽ có một camera chính có độ phân giải là 12 megapixel của độ f 1.6, tiêu cự là 26mm. Và sẽ có thêm một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ f 2.4, góc chụp là 120 độ và tiêu cự là 13mm. Đó. Và nó bỏ đi cái camera tele nhé các bạn nhé. Cái màu sắc mà mình đang cầm trên tay này thì cái phần mặt lưng này của nó này, nó đây kiểu là dạng xanh, xanh thẫm. Đấy, còn cái loại này là loại bóng này, nó để lại rất là nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Đấy, còn ở trên này thì nó là cái kiểu kính nhám nên là nó sẽ để lại ít mồ hôi và dấu vân tay hơn. Đấy, thì đấy là những cái điểm nổi bật ở trên cái chiếc điện thoại này. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với phần màn hình thì sao. Về màn hình thì iPhone 12 mini sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 5.4 inch, độ phân giải sẽ là Full HD 2340 nhân với cả 1080 pixel. Tỷ lệ màn hình sẽ là 19.5:9 và một mật độ ảnh vô cùng cao, rơi vào khoảng 476 PPI. Đây có thể coi là một độ điểm ảnh mà rất khó với mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy ra điểm rỗ ở trên chiếc điện thoại này. Nếu các bạn để ý thì cái iPhone 7 này của mình là một chiếc điện thoại màn hình bé này, nhưng mà cái iPhone 7 này của mình nó chỉ có mật độ điểm ảnh rơi vào khoảng 326 PPI mà thôi. Thì các bạn cứ tưởng tượng là từ 326 PPI mà lên đến 476 PPI thì nó sẽ sắc nét như thế nào. Cái màn hình này thì như Apple nói, nó là màn hình Super Retina XDR OLED có HDR10. Độ sáng cơ bản sẽ là 625 nit. Và nếu mà ra ngoài trời nắng gắt thì nó sẽ có thể upscale lên được tầm khoảng 1200 nit. Đó là một trong những độ sáng rất là cao rồi.
Màn hình này thì cũng sẽ có Dolby Vision này, sẽ có cả trung tâm các thứ nữa. Đấy, về cơ bản thì màn hình của iPhone 12 mini thì chúng ta cũng không có quá nhiều điều phải bàn tới đâu. Đấy, còn hiệu năng thì sao? iPhone 12 mini sở hữu một cái cấu hình nó giống hệt với cả iPhone 12. Chúng ta sẽ có con chip Apple A14 được sản xuất ở trên tế trình 5 nanomet. RAM đi kèm theo máy sẽ là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Đấy là đối với phiên bản thấp nhất. Ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có những phiên bản khác nhưng mà chỉ thay đổi về bộ nhớ trong thôi. Đó là bộ nhớ trong 128GB hoặc là 256GB. Đấy, thì đấy là những cái thông số của iPhone 12 mini. Còn về pin thì iPhone 12 mini của chúng ta sẽ sở hữu viên pin với mức dung lượng là 2200mAh, chính xác ra nó là 2227mAh. Thì mình thấy là dung lượng pin đó thì ở mức độ gọi là đủ dùng cho cái iPhone 12 mini này. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình nghĩ là chắc chắn một ngày chúng ta vẫn phải sạc 2 lần cho cái điện thoại này. Ngoài những tính năng đó ra thì iPhone 12 mini nó cũng sẽ có hỗ trợ cho chúng ta là cái khả năng kháng nước kháng bụi. Đấy, theo tiêu chuẩn là IP68. Đấy, chúng ta sẽ tương đối là thoải mái trong quá trình chúng ta sử dụng. Và bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem luôn là cái cụm camera của iPhone 12 mini nó sẽ như thế nào. Đây, đây là cái phần camera trước của nó đây. Camera trước của dòng này khá là đẹp luôn. Đây các bạn có thể thấy luôn, camera trước rất là đẹp. Đấy, nó có thể thay đổi các cái góc này. Đấy, nhưng mà nó chỉ có một camera thôi. Bản chất thì nó là crop lại thôi. Đấy, rồi. Còn mình sẽ cho bạn xem luôn camera sau nhé. Đây, đây là phần camera sau đây. Đấy, chúng ta sẽ có 1x này và sẽ có 0.5x và hoàn toàn không có 2x hay là 2.5x bởi vì chiếc điện thoại này là nó đã bỏ đi cái camera tele rồi. Đấy. Về cơ bản thì mình thấy là cái iPhone 12 mini này nó sẽ phù hợp với những ai mà thích một chiếc điện thoại màn hình bé, nhỏ gọn, dễ thu túi quần và quan trọng nhất là mức giá rẻ nhất có thể trong bộ 4 iPhone 12 năm nay. Đấy. Còn mình cũng nói luôn đấy là cái iPhone 12 mini với cả cái iPhone 12 bản thân là nó chỉ là cái sự phóng to ra của nhau thôi. Nếu mà các bạn thích tiết kiệm tiền hơn, các bạn thích nhỏ gọn hơn và các bạn đã có một cái điện thoại Android để ở nhà để sử dụng rồi và các bạn đã có một cái iPad ở nhà để sử dụng rồi thì rõ ràng lựa chọn iPhone 12 mini cũng sẽ là một cái sự lựa chọn mình nghĩ là rất là hợp lý. Các bạn cảm thấy sao hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Tất cả những thông tin về iPhone 12 các bạn có thể kích trực tiếp vào cái đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả video này hoặc là có thể đặt hàng trước tại Hoàng Hà Mobile và ngay ngày mai thôi các bạn sẽ được nhận hàng. Đó, bye bye các bạn.